Chợ Mơ thuộc xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Sáng nay, các tiểu thương ở đây được hướng dẫn cài đặt và sử dụng mã QR. Từ cửa hàng rau cho tới hàng thịt, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Ngày xưa mà cô đi bán hàng thì là khách hàng cứ đến là mua vàng trả lại mời tiền lẻ, nhưng ngày Tết nó rất là lâu. Bây giờ chuyển sang cái mã quét này thì cô thấy nó thuận tiện hơn, rất là nhanh. Trả lại tiền 150, dễ 1-2 nghìn, phức tạp quá. Với cái mã này quá tiện, kể cả 100, 200, 1 triệu, 2 triệu, hay kể cả 15 nghìn, 20 nghìn, cứ thế là quét xong không có phải trao đi trả lại một cái gì hết. Thanh toán không tiền mặt có thể vẫn còn bỡ ngỡ với nhiều người dân xã Vạn Thắng nói riêng và cả người dân Ba Vì nói chung. Thay đổi tư duy cũng không phải trong một sớm một chiều, nhưng đây vẫn là việc cần làm. Đây là một cái nội dung cũng khá là mới, do vậy mà nhân dân thì cũng bước đầu cũng còn bỡ ngỡ. Cái này thì phải cần có thời gian và chúng tôi tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, và nhất là các cháu thanh niên sử dụng điện thoại cũng vi tính thì thành thạo hơn các những cái ông bà là cao tuổi. Thì chúng tôi sẽ bám vào những cái lực lượng này, chúng tôi tuyên truyền để những lực lượng này có thể là về để tiếp tục hướng dẫn cho trong bà gia đình. Thì huyện hiện nay đã quan tâm đưa một số cái mô hình chuyển đổi số để ứng dụng vào cuộc sống, như mô hình là chợ thông minh, mô hình là thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Ngoài ra thì huyện cũng chỉ đạo các xã thị trấn là phân công cán bộ công chức và đoàn viên hội viên, những người mà có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, trực tại một bộ phận một cửa để khi người dân đến thì trực tiếp hướng dẫn và giúp người dân trong cái việc là giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến. Còn tại huyện Sóc Sơn, một huyện thuần nông ngoại thành Hà Nội, những nghệ nhân khuyết tật này không nghĩ một ngày sản phẩm của họ tiếp cận được với nhiều khách hàng trên cả nước. Thương mại điện tử đã giúp họ thực hiện điều này. Cái sàn giao dịch điện tử này, khi mà mọi người ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đưa được mặt hàng lên trang điện tử đó, đây là một cái mà rút ngắn khoảng cách địa lý để tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng. Hiện nay thì Sóc Sơn chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái trang thương mại điện tử là Sóc Sơn Shop. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với cả Viettel rồi là các cái bưu điện thành phố để đưa các sản phẩm này lên các cái sàn giao dịch của những đơn vị này. Thế và đến thời điểm này thì đối với Sóc Sơn chúng tôi cũng có khoảng hơn 100 sản phẩm được đưa lên sàn và có những cái giao dịch, thế là cũng tạo ra cái thị trường rất là tốt cho nông dân. Hà Nội hướng đến mỗi người dân sẽ là một công dân số. Để thực hiện điều đó, việc thay đổi thói quen là điều cần thiết. Và có thể một ngày không xa, những ngôi chợ thông minh 4.0 như thế này sẽ trở nên quen thuộc với người dân.